Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn về nội dung cảnh báo vận số liên tiếp Tân Sửu 1961, vượt qua đau khổ, tránh họa đắc phúc, tài lộc bất ngờ từ sau Tết Thanh Minh. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, số họ đau khổ từ trong chứng khố ra, sinh sống ở đáy xã hội chưa kịp làm gì đã phải gánh cả đống nợ, trả mãi không hết, đã vậy ra xã hội họ còn bị lừa gạt, bóc lột hãm hại, gia đình thì bần hàn, cãi vã, ly tán, con cái lại sa ngã hư hỏng. Nhìn bạn bè trang lứa người ta vẫn gặp nhiều may mắn, ăn nên làm ra, cuộc sống hòa thuận vui vẻ mà mình quá nửa đời vẫn long đong lận đận, lại thấy tủi hổ xót xa trong lòng. Nhưng cô bác có biết không, người xưa có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, giới tử vi hé lộ, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trước đây đã kinh qua vô số khổ nạn, nhưng từ nay trở đi, biết mà tránh xa ba điều cấm kỵ này, thì từ sau Thanh Minh này, sẽ chuyển vận đổi đời, phát lên như diều gặp gió, sung sướng như tiên, khiến cả họ được nhờ, khiến những kẻ từng khinh miệt mình phải lóa mắt ghen tị. Đặc biệt ở phần tiếp theo, ban biên tập chương trình còn chia sẻ về những điều cấm kỵ và cách hóa giải vận hạn, giúp tuổi Tân Sửu tránh họa đắc phúc, hưởng lộc đề đa, có một tháng cực may mắn và giàu có. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây, và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1, nếu không hay thì hãy để lại số 0. Để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Tân Sửu. Cô bác hãy cùng lắng nghe vận trình của đời mình trong năm 2024 để tham khảo chuẩn bị cho mình một tâm thế trong năm Giáp Thìn. Quý vị thân mến, người có năm sinh 1961 là thuộc can Tân Chi Sửu, tuổi của họ sẽ là Tân Sửu. Ngoài ra tính từ ngày 15 tháng 2 năm 1961 đến ngày 4 tháng 2 năm 1962 sẽ là năm sinh dương lịch của tuổi Tân Sửu 1961. Tân Sửu thuộc mệnh thổ hay còn gọi là bích thượng thổ, ý nghĩa của mệnh hành Tân Sửu được hiểu đại khái là đất ở trên tường thành. Nguyên tố này mang lại cho người khác cảm giác yên bình và được bảo vệ khi nó có tác dụng che chắn khỏi mưa, nắng, bão giông, ngăn ngừa mọi điểm xấu cho con người. Tân Sửu cả nam và nữ đều thuộc cung chấn, hành mộc, chăm chỉ, siêng năng, cần cù và chịu khó là đặc điểm chung của những người cung này. Khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống, đối với họ chỉ cần nỗ lực hết mình ắt sẽ thành công vượt qua. Người sinh năm 1961 thuộc tuổi con trâu, đứng ở vị trí thứ hai trong 12 con giáp, trâu được xem là một loài vật rất to khỏe, chịu thương, chịu khó làm việc vất vả. Những người tuổi trâu thường hay rất cam chịu, biết hy sinh, đơn giản mà mộc mạc, thật thà và chân thành với mọi người, chính vì vậy, người tuổi trâu được nhiều người kính trọng. Quý vị thân mến, nhiều người quan niệm rằng, trong con đường thăng tiến sự nghiệp bạn nên tìm một người đồng hành hợp tuổi. Điều này sẽ làm cho công việc tiến triển thuận lợi, thăng tiến nhanh chóng, ký kết được nhiều hợp đồng và hạn chế được những rủi ro, xui xẻo không đáng có. Vì thế, không lạ khi xuất hiện việc tuyển dụng nhân viên hợp tuổi với sếp hay chọn người hợp tuổi để khai trương, mở bát khi kinh doanh. Với người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nếu muốn chọn người hợp để làm ăn, kinh doanh và hợp tác công việc, bạn có thể chọn người tuổi Dần, Dậu và Tuất, bởi theo phong thủy, đây là những người hợp tuổi để làm ăn với Tân Sửu, mang lại cơ hội kinh doanh và thành công trong công việc.
Trong đời sống chúng ta, màu sắc đều xuất hiện khắp mọi nơi, không chỉ có giá trị về thẩm mỹ mà còn có giá trị lớn lao về ý nghĩa phong thủy đằng sau chúng. Người tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, vì thế phải đặc biệt chú ý và sử dụng có hiệu quả các màu như nâu, vàng, nâu đất. Sử dụng những gam màu này giúp cho Tân Sửu luôn bình an, may mắn trong cuộc sống. Mỗi con số đều có một ý nghĩa nhất định đối với bản mệnh của mình. Vì thế, các chuyên gia về phong thủy đều đặt sự quan trọng của những con số lên hàng đầu. Nếu muốn gặp nhiều may mắn, tài lộc cho cuộc sống, thì người sinh năm 1961 đừng nên bỏ qua các con số thuận lợi với mình. Các con số may mắn của mệnh thổ 2, 5, 8, con số may mắn tương sinh hỏa 9, các con số may mắn tương sinh kim 6, 7. Quý vị thân mến, nữ mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 nổi bật với tính cách thoải mái và dễ chịu, luôn nhiệt tình và chủ động trong mọi việc. Dù trong cuộc sống hay trong công việc thì những người tuổi này luôn là một nhà lãnh đạo giỏi, tận tâm, luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc với một tâm lý vững vàng, rất ít khi bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài. Nam Tân Sửu 1961 lại khá vội vã, bất cẩn, khi làm việc gì, họ đều muốn thành công ngay và luôn. Chính điều này đôi khi gây tác dụng ngược lại, khiến cho mọi thứ đều bị thất bại đáng tiếc. Bên cạnh đó, Nam Tân Sửu 1961 là người có tính cách trầm lắng, hướng nội, thậm chí là lạnh lùng. Họ thích những nơi yên tĩnh và tập trung vào cảm xúc của mình, thay vì những nơi náo nhiệt, xô bồ và có rất nhiều người. Tuy vậy, họ lại là những người ngay thẳng chính trực, nên được nhiều người tin tưởng. Những người sinh năm 1961 luôn thích được che chở và bảo vệ tất cả mọi người, kể cả những người không quen. Họ có lòng yêu thương vô bờ bến, sẵn sàng cho đi mà không cần phải nhận lại. Đường công danh của Nam Tân Sửu rộng mở nên sự nghiệp được thăng tiến, tốt đẹp, bền vững, tài lộc dồi dào, cuộc sống ấm no, công danh và chung vận đạt đến đỉnh cao. Nhờ đó mà cuộc sống thêm phần dư giả, gia đạo yên bình, hòa thuận, không có biến cố lớn nào xảy đến, nhưng sang hậu vận lại có nhiều rối ren. Nam Tân Sửu sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch, đường tình duyên nhiều thuận lợi, có một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Còn nếu sinh vào những tháng còn lại của lịch âm, thì ắt sẽ có những khó khăn để đạt được cuộc sống gia đình êm đềm. Thuở nhỏ cuộc sống gặp phải nhiều vấn đề lao đao, còn về các vấn đề khác như gia đình và sự nghiệp, thì chỉ khi gặp phải khó khăn, thất bại, họ mới tìm đến thành công được. Nữ mạng Tân Sửu được êm ấm, yên vui, sự nghiệp gặp nhiều may mắn, công danh có nhiều thuận lợi, tài lộc dồi dào, đủ đầy khi ở tiền vận và trung vận, sang hậu vận thì không được như vậy. Những quý cô thuộc tuổi này cuộc đời đa phần sẽ có nhiều điều tốt đẹp về mặt tình cảm. Nữ Tân Sửu 1961 sinh vào tháng 4 và 9 âm lịch, về đường tình duyên có nhiều trắc trở, lận đận. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch, hôn nhân gặp đôi chút trục trặc nhưng không đáng kể. Sinh vào các tháng còn lại, đường tình duyên sẽ được thuận lợi, gia đình ấm êm, ngập tràn hạnh phúc. Tuổi Tân Sửu được xem là tuổi được hưởng nhiều may mắn và ơn đức của đấng bề trên trao tặng. Tuy vậy, trên con đường làm ăn, kinh doanh gặp phải những khó khăn, thất bại và có nhiều bất đồng về quan điểm là điều không thể tránh khỏi. Theo các bậc thầy tử vi, từ sau Thanh Minh được coi là thời điểm hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Sửu, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hội che chở, tử vi từ sau Thanh Minh tuổi Tân Sửu dự báo con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng. Khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Thời gian này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra.
Quý vị thân mến, từ sau Thanh Minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Vậy làm sao để có điểm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. 1. Đi chùa cầu bình an. Từ sau Thanh Minh, muôn hoa khoe sắc, lòng người cũng hướng về chốn thanh tịnh, hãy đến những ngôi chùa linh thi thiêng, dâng hương cầu nguyện cho bản thân và gia đình được an khang thịnh vượng, nén tâm nhang thanh tịnh, gieo mầm thiện, lành ắt hẳn bình an sẽ gõ cửa tâm hồn bạn. 2. Gieo mầm thiện gặt hái may mắn. Giúp đỡ người gặp khó khăn là cách gieo mầm thiện vun đắp phúc đức cho chính bản thân, hãy tham gia các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia yêu thương, bạn sẽ nhận được món quà may mắn vô giá, niềm vui lan tỏa từ trái tim. 3. Nuôi dưỡng tâm hồn thanh tịnh. Lòng thanh thản chính là nguồn năng lượng tích cực thu hút may mắn, hãy giữ tâm hồn lạc quan, vui vẻ, tránh sân si ganh ghét, nụ cười rạng rỡ, sự bao dung và trái tim nhân ái sẽ dẫn lối bạn đến với những điều tốt đẹp. 4. Nắm bắt thời cơ. Chọn ngay giờ đẹp để bắt đầu những việc quan trọng như ký hợp đồng, mở cửa hàng sẽ giúp bạn gia tăng vận may, suôn sẻ trong công việc. Hãy tham khảo các ngày đẹp được các chuyên gia tử vi chia sẻ để khai mở tiềm năng và đón nhận thành công. 5. Vật phẩm phong thủy. Điểm nhấn may mắn, tỳ hưu, thiềm thử, đá phong thủy là những vật phẩm được cho là mang lại may mắn, tài lộc. Tuy nhiên, hãy lựa chọn vật phẩm phù hợp với mệnh của bạn để tối ưu hóa hiệu quả. 6. Sắp xếp nhà cửa, thu hút năng lượng tích cực. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực, thu hút tài lộc. Hãy thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, loại bỏ những vật dụng cũ kỹ, hư hỏng để đón chào vượng khí mới. 7. Nỗ lực không ngừng, chìa khóa thành công, may mắn chỉ mỉm cười với những ai biết nỗ lực, hãy chăm chỉ làm việc, trau dồi kiến thức và kỹ năng để tự tin chinh phục mục tiêu, chìa khóa thành công nằm chính trong đôi tay bạn. 8. Thái độ tích cực, châm ngôn cuộc sống. Luôn giữ thái độ lạc quan, tin tưởng vào bản thân là bí quyết giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và gặt hái thành công. Hãy gieo mầm hy vọng, nuôi dưỡng niềm tin để cuộc sống luôn rực rỡ sắc màu. 9. Tránh xa năng lượng tiêu cực. Hãy tránh xa những người có năng lượng tiêu cực, những nơi u ám, vận khí không tốt. Để bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng xấu, năng lượng tích cực sẽ dẫn lối bạn đến với những điều tốt đẹp. Bên cạnh những bí kíp trên, bạn có thể thay đổi diện mạo, kiểu tóc mới, trang phục mới sẽ giúp bạn tự tin hơn, thu hút năng lực tích cực. Mặc trang phục hợp mệnh, mang đến vận may, tài lộc và sự may mắn. Mang theo vật phẩm may mắn, cỏ bốn lá, đá phong thủy sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn. Và tiếp theo đây là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Xem tử vi từ sau Thanh Minh tuổi Tân Sửu âm lịch thấy rằng phương diện tình cảm của bản mệnh cũng có những điểm sáng đáng mừng. Dù còn độc thân, có đôi có cặp hay đã lập ra gia đình, bạn đều được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Người độc thân nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè trong thời gian này. Rất có thể bạn sẽ tìm được người có nhiều quan điểm trùng hợp với mình ở đó. Với những thành tích xuất sắc trong công việc, bạn cũng có thể trở thành thành viên nổi bật trong tập thể, khiến nhiều người khác giới chú ý. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ với ai đó cùng văn phòng, công ty, bởi họ là những người bạn đã biết từ trước đó. Người có đôi có cặp nhận được sự thấu hiểu của nửa kia, nên dù bận rộn không có thời gian quan tâm, nói lời thăm hỏi thì đối phương cũng không trách móc, nhờ tìm được nửa kia thấu hiểu mà bạn cũng yên tâm tập trung hơn cho sự nghiệp. Mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái trong nhà cũng khá yên bình, dù giữa đôi bên vẫn còn những quan điểm khác biệt, song bạn biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không còn cứng đầu cứng cổ hoặc bắt đối phương phải nghe theo ý mình. Về phương diện sức khỏe. Thời tiết từ sau Thanh Minh không thực sự có lợi cho tình hình sức khỏe của bản mệnh, do đó con giáp tuổi Tân Sửu nên quan tâm nhiều hơn trong chế độ ăn uống phù hợp để tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật, cảm xúc cũng tương đối ổn định vì tuổi này có khả năng kiểm soát khá tốt, thế nhưng thỉnh thoảng bạn cũng phải dành cho mình thời gian thư giãn để tránh căng thẳng quá mức. Là người chăm chỉ, mỗi khi làm việc thì quên hết thời gian, quên cả việc ăn uống, chính điều này mới tác động xấu tới sức khỏe của bản mệnh đấy nhé. Do đó, thời gian này bản mệnh cũng cần chú ý điều chỉnh công việc, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Khi bạn cảm thấy thiếu năng lượng nên nghỉ ngơi hợp lý, duy trì tập thể dục để tăng cường thể lực, nên quan tâm tới vấn đề khí huyết của bản thân, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp tương ứng. Về phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi từ sau Thanh Minh của con giáp tuổi Tân Sửu, người tuổi này được tam hợp thái tuế phù trợ trong thời gian này, nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực.
Vận quý nhân của bạn trong thời gian này khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển. Môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong thời gian này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Bản mệnh vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là thời gian này bạn không có nguyệt lệnh ủng hộ, lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô áy náy. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần nên kế hoạch công việc càng rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Về phương diện tài lộc, tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Tân Sửu thấy rằng con đường tài lộc của người tuổi này cũng có những điểm sáng đáng kể, bạn có thể thu tiền về đầy túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân. Nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại, bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định. Không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ, tuy nhiên, cũng có những lúc con giáp này cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, mọi điều bất chắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Thời gian này, tình trạng sức khỏe suy giảm khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền chạy chữa, do đó, tốt nhất khi cầm tiền trong tay bạn chớ nên tiêu xài hoang phí. Hãy luôn để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, để khi sự cố không mong muốn xảy ra, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền, con mới xanh đặt tên nó là Đầu, Dải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch.
nhằm ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày: đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày: sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm xanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Quý vị thân mến, sinh tử,
sống chết ở đời không ai có thể đoán định trước. Vậy chính xác, sinh mạng của chúng ta kéo dài bao lâu có ý nghĩa gì không? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe câu chuyện Phật giáo dưới đây để tự có câu trả lời cho mình quý vị nhé. Một ngày nọ, Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi chúng đệ tử, theo các ngươi, sinh mệnh sẽ kéo dài bao lâu? Một vị đệ tử lên tiếng, thưa, sinh mệnh con người dài mấy chục năm. Phật lắc đầu nói, ngươi chưa thông hiểu đạo lý rồi. Vị khác trả lời, sinh mệnh con người tựa như cây cỏ, xuân này nở, đông tàn lụi, hóa thành cát bụi. Đức Phật mỉm cười từ tốn, điều đó chỉ nói tới sự ngắn ngủi của sinh mệnh mà chưa thấy đạo lý sâu bên trong. Lại có người trả lời, thưa Đức Phật, sinh mệnh như phù du, sớm sinh tối diệt chỉ là một đêm thôi. Phật nghe xong vẫn nói, dù sâu hơn về sinh mệnh, có sinh có diệt, nhưng vẫn chưa phải chân lý. Sinh mệnh con người chỉ dài bằng một hơi thở mà thôi, còn thở là còn sống, không còn thở là đã sang kiếp khác. Đúng là cuộc đời tưởng dài đấy, mà ngắn ngủi vô cùng, tuổi thọ, sinh mệnh, chỉ kéo dài trong một hơi thở, nên phải biết trân quý từng giây từng phút trên đời. Ý nghĩa của cuộc đời này chính là trong một hơi thở dài, làm thế nào để tạo thành ý nghĩa. Bước qua cuộc đời, ai cũng như ai, nhân sinh phù du, cát bụi trở về cát bụi, làm việc tốt, hướng điều lành thì một hơi thở thôi là đã đủ. Sống bằng hơi thở lành mạnh, từng giây từng phút thanh thản, đáng quý, mang tới niềm vui cho mình, cho người. Câu chuyện Phật giáo tuy nhỏ, nhưng thâm ý của Đức Phật sâu sắc, lớn lao, hy vọng rằng mỗi chúng ta đều có thể nhận thấy sự hữu hạn của cuộc đời mà biết yêu thương bản thân, quý trọng người bên cạnh, dành hơi thở duy nhất của mình cho những điều khiến ta hạnh phúc, để đến khi nhắm mắt xuôi tay, bước qua kiếp sống mới, không còn gì phải nuối tiếc, phải vương vấn trên đời. Quý vị thân mến, trên đây là những thông tin thú vị về tử vi từ sau thanh minh cho con giáp tuổi Tân Sửu. Thời gian này, Tân Sửu có thể trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, nhưng cũng mang đến cơ hội và thách thức mới, tình cảm có thể gặp phải một số thử thách, nhưng bằng cách thể hiện sự kiên nhẫn và sự tử tế, bạn có thể giải quyết mọi rắc rối một cách suôn sẻ. Trong sự nghiệp và công việc, thời gian này đánh dấu một thời điểm tốt để đạt ra mục tiêu mới và thực hiện kế hoạch. Tân Sửu nên tận dụng các cơ hội mới mẻ và không ngần ngại thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo. Đừng quên duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì trong công việc để đạt được thành công. Về sức khỏe, Tân Sửu cần chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Bảo vệ sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém. Hãy dành thời gian cho bản thân và thực hiện các hoạt động giảm stress như yoga, thiền định. Cuối cùng, nhớ rằng, dù có gặp phải thách thức nào luôn tự tin và lạc quan, sự tích cực và nghị lực của bạn sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu trong thời gian này. Chúc các bạn tuổi Tân Sửu có khoảng thời gian từ sau thanh minh thật thành công và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.